Xin kính chào quý vị khán giả đài SBTN trở lại với chương trình bầu cử, câu chuyện bầu cử 2020 hôm nay thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2020. Và bên cạnh chúng tôi cô Michelle Đỗ, hôm nay nhìn hơi khác một chút. Michelle xin chào Xuân Nhi và Michelle xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hôm nay trời mùa thu rồi nha, mắt nó hơi mờ một chút, phải đeo kính quý vị ơi. Dạ vâng. Chúng tôi xin trở lại với một cái đề tài mà nó vẫn còn được nhắc nhở cho đến ngày hôm nay. Đó là cái cuộc tranh luận đêm thứ 5 vừa qua giữa Phó Tổng thống Mike Pence và bà ứng cử viên Kamala Harris. Thì đó là một cuộc tranh luận thì tương đối là lịch sự hơn. Hai bên đều là rất là bình tĩnh và trầm tĩnh, mặc dù có những cái tấn công và có những cái phút nóng và tấn công với nhau, nhưng mà ít nhất thì cũng không có tấn công cá nhân. Thì nhưng mà có một số điều mà ngày hôm đó các hai ứng cử viên đưa ra, và đặc biệt là bà Kamala Harris đã đưa ra, và sau đó đã có những cái sự nhận xét, và đặc biệt của những cái người gọi là sử gia, họ cho rằng những cái điều bà Harris đưa ra nó thực sự nó không có đúng với sự thật một số vấn đề. Nhưng mà đó là một cái đòn phép cách tấn công, và nó cũng có cái nhiều cái chuyện vui cũng xảy ra, giống như con ruồi đậu trên tóc của Phó Tổng thống Mike Pence. Thành ra nhưng mà cái cảm nghĩ của Michelle như thế nào, thấy rằng cái có thuận lợi cho Phó Tổng thống Pence hay là cho Tổng thống Donald Trump sau cái cuộc debate đó không? Dạ, thì sau cái cuộc debate đó thì như quý vị đã biết rằng là có giới truyền thông cũng có nói tới cái cuộc thăm dò là chúng ta có 72% thì nói là ông Mike Pence đã biểu hiện cái khả năng của ông, và người ta thấy là cái phần thắng là về ông Mike Pence, và 28% nói là bên bà Kamala Harris. Thì cái điều này cho thấy là và đồng thời cái số người view đó, cái đêm hôm đó đó là nó lên tới 50 triệu. Nó lên so với nó nhiều hơn 15 triệu so với là năm 2016 khi chúng ta có cái cuộc tranh luận giữa hai người phó tổng thống. Và qua cái điều này đó thì ông Mike Pence ông đã biểu hiện cái sự kinh nghiệm và vững trải của ông trong cái sự nghiệp chính trị của ông, cho nên đó, người ta nhìn vô người ta thấy giống như là ông đó là bậc thầy của bà Kamala Harris rồi. Và cái vấn đề mà cái tư cách, người ta nhìn vô phía bên ông Mike Pence rất là chững chạc và nói đâu ra đó. Còn bà Kamala Harris là một cái ứng cử viên phó tổng thống và cũng có thể có cơ hội nếu mà bên phía ông Biden thắng, mà về cái tu chính án thứ 25 mà người ta consider cho ông Biden về cái sức khỏe của ổng và cái trí não của ổng, thì có thể bà ta sẽ trở thành một cái vị tổng thống. Nhưng mà cái tư cách của bà ta cười rồi như nào mà bỡn cợt cười, nghĩa là trong một cái cuộc tranh luận debate của phó tổng thống thì dư luận người ta nhìn và cái viewer người ta nhìn, người ta đánh giá rất là nhiều, và người ta không có tìm được một cái khuyết điểm nào để mà tấn công ông Mike Pence. Cuối cùng là phải tội nghiệp con ruồi, phải tấn công cái con ruồi, là có những cái bài truyền thông là everywhere nó go viral để tấn công cái con ruồi, và cái sự kiện cái con ruồi này rất là tội nghiệp con ruồi. Bên Biden cũng kiếm được tiền đó, họ bán cái squat. Dạ, tự nhiên cái đem ra cái đồ đập rùi ra để bán, quý vị thấy cái vấn đề nó rất là, nhìn nó rất là rẻ tiền và nó rất là vô lý. Và một cái câu qua một cái buổi debate hôm đó, chúng ta học được một cái câu của ông Mike Pence mà để nhớ đời, là những cái dự kiện của bà Kamala Harris bà đưa ra thì nó a lot of fake news, những cái là không có dựa trên một cái fact, cho nên á bằng chứng là cái vấn đề mà bà mới nói về cái vấn đề khi người ta nói pack cái cốt, nghĩa là có tăng thêm những cái ghế ngồi trong cái tòa án tối cao không á, thì bà tránh trả lời những câu đó, mà bà lại đem dựng lên một cái chuyện dòng lịch sử từ thời ông Lincoln. Nghĩa là năm 1864 đó thì người ta fact-finding, người ta đã check cái dữ kiện đó cho biết cái sự thật như thế nào, thì cái điều bà ta nói là một cái vấn đề dựng chuyện lên, là năm 1864 đó là the court word, nghĩa là cái họp không có buổi họp, it's not in session, thì làm gì có cái chuyện là delay. Cho nên khi mà cái cuộc buổi họp nó họ họp lại thì ông Lincoln ổng tuyên bố ổng sau cái chết của ông Roger Taney đó thì
ông bà ta mới bổ nhiệm cho ông Salman Salman PJ lên, thì cái điều này chứng tỏ rằng là cái tự nhiên bà không, như là nguyên một cái bữa đó tất cả mọi người view trên cái đó, vì sao coi cái livestream đó là ai cũng chờ cái câu trả lời của bà ta khi mà đặt câu hỏi là bà có, bà và cái chính chính phủ của bà đó, ông Biden với bà đó có dự định pass cái tòa án tối cao không. Bà không hề trả lời câu đó, trong khi mọi người đều chờ đợi cái câu trả lời đó, mà bà lại dựng một cái câu chuyện của thời ông Tổng thống Lincoln lên. Cho nên... Thì đúng như Michelle nói thì có rất nhiều cái sử gia và những nhà bình luận người ta đã nói trong cái vấn đề đó, điều đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Và cả hai ứng cử viên Biden và bà Harris trong hai lần debate đều tìm cách né tránh cái câu mà vấn đề mà có tăng thêm con số chánh án tối cao pháp viện hay không, vì họ biết cái điều này nó ảnh hưởng tới cái lá phiếu của cử tri. Nếu mà họ làm một họ sẽ đi ra một cái quyết định mà nó khác với hiến pháp, khác với những cái điều mà nước Mỹ đã sắp đặt cả hơn 150 năm nay về tối cao pháp viện, thì có thể họ sẽ mất phiếu, vì sẽ cho thấy rõ ràng là một cái âm mưu của đảng Dân Chủ và của những người đảng Dân Chủ. Họ sẽ sử dụng cái cơ hội nắm cái quyền tổng thống và cái quyền đa số tại Quốc hội, nếu mà họ có, để mà sửa đổi những cái lợi ích nó có lợi cho họ trong cái vấn đề chính trị, và sửa đổi tối cao pháp viện để có thể đưa nhiều người của họ vào trong đó. Thành ra họ né tránh cái câu hỏi cả hai kỳ debate của tổng thống và ứng cử viên phó tổng thống. Rồi ngày hôm nay thì ông Biden có cho biết rằng ông sẽ trả lời câu hỏi đó sau cái ngày bầu cử, thì nghĩa là đợi sau ngày bầu cử. Ông biết chắc ông đã nắm được tất cả ghế tổng thống hoặc là ghế đa số quốc hội, thì ông sẽ trả lời yes, còn nếu mà không có thì ông sẽ nói không đó. Nhưng mà cái bây cuộc giờ cứ lơ lửng trên cành chơi vậy đó. Nhưng mà cái debate của hai ứng cử viên phó tổng thống thực ra là nó không hẳn quan trọng lắm. Nó trong lịch sử của những cuộc debate đó, thì hai người ứng cử viên phó tổng thống ít khi nào họ làm thay đổi cái kết quả của những người ứng cử viên phó tổng thống. Tuy nhiên trong cái trường hợp này người ta chú ý là như thế nào, là bởi vì cả hai ứng cử viên tổng thống đều lớn tuổi. Ông Joe Biden sẽ 78 tuổi vào tháng Giêng năm 2021, khi mà nếu mà trường hợp ổng đắc cử thì ổng sẽ 78 tuổi, và tổng thống Trump là 74 tuổi. Cả hai đều rất là lớn tuổi và cả hai có thể có vấn đề sức khỏe, thì cái hai người phó tổng thống sẽ rất là quan trọng, hai người ứng viên phó tổng thống này sẽ rất là quan trọng, thì họ muốn đánh giá cái khả năng của hai người này. Thì qua cái cuộc debate thì cho thấy bà Harris vẫn còn rất là lúng túng, và bà muốn bà biết bà đang ở thế yếu, thành ra muốn chứng minh mình là một người có khả năng xứng đáng để làm phó tổng thống và có thể xứng đáng tổng thống, và đồng thời bà muốn show up, và tôi nghĩ rằng cho cái tương lai chính trị của bà, không phải cho năm 2020 thì cũng là cơ hội cho năm 2024 hoặc sau đó bà sẽ là một cái người ứng cử viên sáng của đảng Dân Chủ. Cái đó là cái tham vọng chính trị của bà. Còn ông Mike Pence thì ông đã chứng minh được ông là một, thứ nhất là về vấn đề debate, tranh luận, ông đã chứng tỏ được ông rất là thiện nghệ trong vấn đề này, kinh nghiệm. Có nhiều câu hỏi thì tôi cũng thấy rằng ông cũng né tránh câu trả lời trực tiếp và lái qua một cái những cái điểm mà ông muốn nhấn mạnh, nhưng đó là cái nghệ thuật tranh luận của những người có kinh nghiệm. Thì trong cái qua cái debate này thì một điều người ta thấy rõ ràng đó là ông Mike Pence có khả năng của một người phó tổng thống nhiều. Dạ vâng, và một cái câu nói mà người ta học hỏi rất nhiều là khi mà bà Kamala Harris cứ đưa ra những cái fake news, nghĩa là những cái dự kiện mà không có căn cơ, cho nên đó, ông ấy nói là you are entitled to your opinion but you are not entitled to the fact, nghĩa là bà có quyền nói về cái chính kiến, bày tỏ cái chính kiến của bà, nhưng mà bà không có thể nào mà chứng minh được cái đó là sự thật, tại những cái điều bà nói đó không có đúng như sự thật, nghĩa là tự bà dựng lên hay là bà dùng cái fake news mà bà tấn công ông Donald Trump. Thay vì bà trả lời thẳng cái câu hỏi của người ta thì bà tấn công ông Donald Trump. Thì với một cái nhìn của một cái người mà có cái kiến thức về chính trị và nhận định
cái thời cuộc đó, thì những cái điều bà ta nói đó, như là anh Nhi vừa trình bày đó, là nó không có đúng sự thật. Cho nên nó qua cái cuộc tranh luận này đó, bà ta đã mất điểm rất là nhiều. Người ta nhìn vô một cái gì, một cái người mà có thể potentially, vì cái số tuổi và vì cái tình trạng trí não của ông ứng cử viên tổng thống, thì bà có cơ hội làm tổng thống, nhưng mà nhìn vô cái cách mà đối ứng của bà trong cái cuộc tranh luận này thì bà mất điểm rất nhiều. Ngay cả cái background của bà ta đó, thì bà ta sẽ mất rất là nhiều phiếu bầu của những người phụ nữ mà có một cái đạo đức, là tại vì thực tế chứng minh rằng bà đã lợi dụng cái quan hệ của bà với một cái người đàn ông đã có vợ là ông Brown, để mà bà thăng tiến cho cái sự nghiệp của bà ta, mà cái người đàn ông đó đáng tuổi ba của bà ta, mà người đàn ông đã có vợ nữa. Cho nên đối với những cái lá phiếu của những cái phụ nữ mà chính chuyên đó, những người phụ nữ có cái đạo đức cao đó, nghĩa là và tôn giáo đó, là sẽ không có cách chấp nhận cái tư cách của bà rồi, là bà đã mất những cái lá phiếu đó rồi. Đồng thời đối với đàn ông thì phía đàn ông đó, thì đàn ông quý vị nên nhớ rằng là dầu cho đàn ông người ngoại quốc hay là đàn ông Á Châu hay là đàn ông tất cả những cái nước như nước Nhật, nước Trung Đông hay cái gì đi nữa đi, người ta vẫn còn một cái đầu óc tiễn cận là người ta coi trọng coi rẻ phụ nữ rồi, người ta đã không có coi trọng người phụ nữ rồi, mentality của họ, chứ họ không có nói ra thì họ sẽ mang cái tội kỳ thị, nhưng mà mentality của họ. Cho nên đó là đó một phần lý do tại sao năm 2016 mà bà Hillary Clinton đã không có nhiều cái phiếu bầu từ những người đàn ông mà có còn mang cái mentality đó. Huống chi là cái sự nghiệp chính trị của bà Hillary Clinton đối với lại bà Kamala Harris là rất là nhiều, mà bà còn không thắng nổi ông Donald Trump, thì bà Kamala tư cách gì mà thắng nổi ông Donald Trump ngoài cái việc là gian lận. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi xin trở lại với phần 2 chương trình câu chuyện bầu cử năm 2020. Tiếp nối với những điều mà cô Michelle Đỗ vừa trình bày, thì trở lại với cái cuộc tranh cử này và với Tổng thống Trump, thì mặc dù là cho có những cái thăm dò mọi sự, những cái điều trong cái tình hình chính trị được đưa lên bởi giới truyền thông gọi là thiên tả, để cố tình tạo một cái cảm giác, một cái hình ảnh là ông Biden đang chiến thắng, phe của Biden Harris đang dẫn đầu và có nhiều chiến thắng. Nhưng nếu mà họ tự tin với sự chiến thắng vào ngày 3 tháng 11 tới đây, thì tại sao bà Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi lại muốn có một cái âm mưu đảo chánh lần nữa, là bà vừa giới thiệu một cái dự luật, một cái bill mà theo đó sẽ dựa trên cái tu chính án 25 của hiến pháp, mà muốn giao cho quốc hội có một cái quyền, quốc hội sẽ lập ra một cái cơ cấu mà theo đó quốc hội sẽ có quyền trút phế tổng thống nếu mà nghĩ rằng tổng thống không có khả năng sức khỏe. Mặc dù trên hiến pháp đã có quy định thì có tổng thống rồi, có phó tổng thống, nếu trường hợp tổng thống không có thực hiện được vai trò hoặc là vì lý do sức khỏe thì phó tổng thống sẽ đảm nhiệm. Thì đó nó đã, cái cấu trúc nó đã có như vậy. Nhưng mà nếu chỉ còn có một tháng nữa bầu cử, họ tin rằng họ sẽ chiến thắng ông Biden chiến thắng, thì tại sao họ làm cái dự luật này mà biết rằng rất là khó khăn, bởi vì chắc chắn Thượng viện với đa số của đảng Cộng hòa sẽ không có thông qua, và đồng thời muốn mà thực hiện được thay thế tổng thống thì cái người phó tổng thống phải ký vô một cái gọi declaration mà phó tổng thống Mike Pence chắc chắn sẽ không làm điều này. Nhưng mà nếu mà làm điều này, cái bill này mà có thực hiện được á, thì tôi nghĩ sẽ áp dụng cho ông Joe Biden sau này thì đúng hơn. Dạ vâng. Thì ông sẽ là 78 tuổi tổng thống. Dạ vâng. Thì trước cái lời tuyên bố của bà Nancy Pelosi ngày thứ năm đó, thì tất cả những người mà
hạ nghị sĩ trong đảng Cộng hòa đó, họ đã bày tỏ một cái sự nghĩa là phản đối về cái vấn đề này, và họ nói đây lại là thêm một cái loạt phim nữa để mà tấn công ông Donald Trump. Mặc dù họ biết rằng, cũng như cái vấn đề đàn hạt đó, họ biết rằng là cuối cùng ở Thượng viện sẽ không có bác qua cái vấn đề đó, nhưng mà họ vẫn muốn xài tiền của người dân đóng thuế. Và đó là cái điều mà bà Nancy Pelosi, bà rất là tốt, bà ngồi ở một cái ghế đó bao nhiêu năm, nghĩa là bao nhiêu năm nay, nghĩa là bà có làm cái gì cho đất nước Hoa Kỳ chưa, ngoài cái vấn đề là trong 4 năm qua quý vị thấy bà có làm được cái vấn đề gì cho đất nước này, ngoài cái vấn đề là đàn hạt ông Donald Trump, impeachment, rồi bày ra cái vụ mà thông đồng với Nga không thành công, rồi đàn hạt không thành công, tốn bao nhiêu mấy chục triệu tiền thuế của dân, rồi qua tới cái vấn đề witch hunt để mà đi moi móc cho tìm mà không tìm được cái gì. Bây giờ đó, ngay một tháng trước ngày bầu cử, dầu biết là như là anh Hồ Văn Xuân Nhi vừa nói rằng là tất cả đều phải thông qua cái Thượng viện, và người cuối cùng để ký là ông Phó Tổng thống Mike Pence, mà làm sao ông Phó Tổng thống Mike Pence ổng đã ký cái điều này. Cho nên á, ông Donald Trump ổng đã tweet một cái câu mà về cái vấn đề này, ổng nói là người phụ nữ đứng hàng thứ ba trong cái hàng mà giữ được cái mật mã cho cái bom nguyên tử đó, quý vị, nghĩa là đứng vị trí thứ ba lãnh đạo cho nước Mỹ này, bà đứng vị trí hàng thứ ba mà bà lại đã từng lên thang nói rằng là bà đã bị giàn cảnh bởi một cái người chủ tiệm tóc để cho bà bị tấn công về cái vụ không có đeo cái mask, là bà bị giàn cảnh do một cái người chủ tiệm tóc, mà trong khi bà là lãnh đạo của nước Mỹ đứng hàng thứ ba, nghĩa là có chuyện gì mà bắn cái nút bom nguyên tử đó, bị là bà đứng hàng thứ ba để mà giữ cái mật mã đó đó, mà bây giờ lại nghĩa là bị một cái sự giàn cảnh để tấn công của một cái người chủ tiệm tóc thôi, trên cái vấn đề bà không có đeo cái mask mà bây giờ bà còn đòi sửa đổi cái tu chính án thứ 25 nữa. Quý vị có thấy có buồn cười không? Dạ vâng, thì cái cả suốt 2 năm nay, từ khi mà đảng Dân Chủ nắm lại cái quyền kiểm soát đa số tại Hạ viện và bà Nancy Pelosi trở lại với chức vụ chủ tịch của Hạ viện, thì họ dồn tất cả mọi nỗ lực, và đặc biệt là bà Pelosi, là để tìm cách trút phế, lật đổ Tổng thống Trump. Họ dồn hết thì giờ, thậm chí cả cái gói cứu trợ kinh tế là cái điều quan trọng nhất, họ cũng không có dành nhiều thì giờ, mặc dù là họ cứ tiếp tục mỗi ngày họp báo nói về cái này, cố ý tạo một cái hình ảnh là giống như họ đang làm việc, mà chỉ là Tổng thống Trump không đồng ý thôi. Nhưng mà thực sự họ không có chấp nhận một cái sự thương lượng, một cái hiệp thương nào với chính quyền của Tổng thống Trump, mà họ giữ vững cái những cái điều mà họ muốn làm, và cố ý là cho cái gói cứu trợ này sẽ không thành công, không đạt được, và sẽ blame lên Tổng thống là người không chịu ký. Đó là cái điều họ muốn làm. Nhưng mà bà Nancy Pelosi này, đúng như Tổng thống Trump nói về bà nó cũng giải thích lý do tại sao từ tháng 10 năm 2019 cho đến nay, ông bà Nancy Pelosi và Tổng thống Trump vẫn không có một buổi họp nào, không có một cuộc gặp gỡ nào. Có nhiều người thì nói rằng Tổng thống Trump là đàn ông, phải nhường bước cho đàn bà, cho phụ nữ, phải chịu khó bước tới trước mà nhường bà Pelosi trong cái cuộc đấu đá chính trị này. Nhưng mà bà này không phải là người đàn bà bình thường, bà tôi nghĩ rằng trong chính trị thì bà như là một bà phù thủy, và với một cái giả tâm độc ác trong chính trị, đó là muốn kéo Tổng thống Trump xuống, mặc dù là còn đã sát tới ngày bầu cử rồi, thì không lý do gì mà Tổng thống Trump phải lịch sự, phải ga lăng với bà. Nhưng mà cái điều là bà ta đã xài cái tiền thuế, những cái tiền hard earned money của us nè, của chúng ta này, đi làm đóng thuế cực khổ vô cái tiền thuế để mà trả cái lương cho bà mấy trăm ngàn một năm, để cho bà nghĩa là ngồi không, rồi bà cứ nghĩa là bươi móc những cái chuyện mà nghĩa là bà biết rằng là nó sẽ không có đưa tới cái kết quả, cho dù bây giờ bà ta muốn thay đổi một cái gì đó trong cái tu chính án số 25 để bà ta khơi động lên một cái âm mưu nào đó, nhưng mà bà ta biết rằng là nó sẽ không có một cái kết quả, tại nó không qua được cái ghế thượng viện và ông phó tổng thống, nhưng mà ta vẫn làm, vẫn xài tiền đồng tiền thuế, thay vì đó bà ta ký cái gói cứu trợ đi. Cái này là bà ta muốn đình trệ lại để cho tất cả người dân đổ là cái sự tức giận lên ông Donald Trump, mà trong khi ông Donald Trump và chính phủ của bên ông đã ký 1.6 trillion cho cái tất cả, cho giúp đỡ cho những thương mại nè, cho những cái hãng máy bay nè, cho những cái người dân, nhưng mà bà ta đòi là không,
phải là thêm vô cái ngân sách 2.4 trillion nữa để mà ép vô tiền cho những người di dân bất hợp pháp trên cái đồng tiền đóng thuế quý vị phải trả, mà trong khi quý vị đang rất là cần, đồng thời là cho những cái vấn đề mà Nobel tù, rồi cho những cái chi phí mà nó rất là không cần thiết cho cái tình trạng đại dịch của nước Mỹ bây giờ. Và cái điều đó cho thấy rằng là những cái âm mưu đó bên đảng Dân Chủ là đều để mà người dân, nghĩa là họ lâm vô cái tình trạng, nghĩa là khó khăn thì họ đổ thừa cái người lãnh đạo, nhưng mà thật sự tất cả những cái âm mưu đó là do bên đảng Dân Chủ, điển hình là những cái vấn đề mà nghĩa là job nó thất nghiệp nó tăng cao này lên cho ba cái tiểu bang, quý vị thấy là toàn là tiểu bang của đảng Dân Chủ không à, như là tiểu bang California, tiểu bang Hawaii, tiểu bang Nevada. Những cái tiểu bang đó là do đảng Dân Chủ run, thống đốc là đảng Dân Chủ, là họ run cái đó, thì họ cứ nghĩa là shut cái chủ trương của họ là shut down trường học, shut down tất cả những cái cơ sở kinh doanh để mà cái kinh tế nó thấp xuống, nó là nó suy thoái xuống, để chúng ta làm gì quý vị? Chúng ta đổ hết những cái trách nhiệm đó lên cái người lãnh đạo của chúng ta, trong khi tất cả những cái tiểu bang mà do đảng Cộng Hòa họ run đó thì họ follow cái protocol trong cái mùa đại dịch, nhưng mà họ vẫn mở cửa những cái essential business để mà họ có thể duy trì cái nền kinh tế và công ăn việc làm cho người dân. Thì cái tình trạng đó quý vị thấy, quý vị là người cử tri, quý vị phải nhìn thấy điều đó. Dạ vâng, đúng như Michelle nói, thì nếu mà nhìn vào từng cái tiểu bang, những cái tiểu bang mà nó bị ảnh hưởng đại dịch cao nhất, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là hiện giờ là những tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo từ chức vụ thống đốc, luôn cả cái vấn đề mà họ nắm cái quyền kiểm soát quốc hội tại tiểu bang đó, và họ dùng cái quyền đó shut down tất cả những cái business, những cái doanh nghiệp, thành ra nó tạo nên vấn đề khó khăn kinh tế. Và hôm rồi bà Harris cứ chỉ trích Tổng thống Trump là gây nên những cái sự con số thất nghiệp cao, nhưng mà đó là kết quả của đảng Dân Chủ, trong khi những tiểu bang của đảng Cộng Hòa thì họ vẫn giữ một cái tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và vẫn giống như trước khi có đại dịch. Chúng tôi đã hết thời gian, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Michelle xin cảm ơn anh Xuân Nhi, và Michelle xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Election 2020. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật là tuyệt vời dưới hồng ân của Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý vị.